Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, riêng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 122 vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dân cư, đê điều, giao thông, rừng ngập mặn. Gần đây, các vụ sạt lở đất tại Bắc Cạn, Lâm Đồng cũng đã gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Và trước tình hình này, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 607 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Để chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng. Đặc biệt, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn. Kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng, đồng thời có phương án hỗ trợ tái định cư, ổn định đời sống cho các hộ dân phải di dời. Về lâu dài phải kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng nhà cửa, công trình ven sông, suối, kênh rạch, ven biển nhằm khắc phục tình trạng nhà cửa, công trình lấn chiếm dòng chảy, tăng nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Đồng thời chủ động rà soát, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc có nguy cơ sạt lở cao, ven sông, suối, kênh rạch, ven biển, nhất là đối với đồng bằng sông Cửu Long.